lũ quét đầu nguồn, đập tam hiệp vỡ đề số 3, Trung Quốc đưa trực thăng di tản 500.000 dân hạ lưu. Mới đây nhất thì một số nguồn tin chúng tôi cập nhật được đó là một thông tin là sạt lở nghiêm trọng ở thượng nguồn đập tam hiệp. Về tình hình đập tam hiệp hiện nay được lan tỏa, đăng tải trên web chat và web board, mạng xã hội của Trung Quốc. Tại đại lục, nhiều người nói rằng rất nhiều những sinh viên đang học tại trường đại học tứ xuyên đang rất lo lắng không biết sẽ thế nào vì đập tam hiệp muốn đánh sập nhưng cũng không biết đánh sập bằng cách nào muốn tháo gỡ cũng không biết tháo gỡ ra sao muốn bào trì cũng không biết làm gì quả thật hết sức là nguy hiểm một trong những nhà chuyên viên nghiên cứu về thủy điện cũng nói rằng vẫn có cách để giải quyết bằng hình thức tháo gỡ nhưng điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chính quyền bắc kinh mà chắc chắn họ không thích điều đó vì sẽ mất mặt làm tổn hại thanh danh của mình trước thế giới. Nhưng hậu quả của nó sẽ là vô cùng khôn lường nếu như đập tam hiệp vỡ. Còn nhớ vào năm 2012 chính quyền Bắc Kinh đã phải di rời hơn 50.000 người và tiếp đến là năm 2018 phải di rời hơn 100.000 người dân vì nạn đất trồi sạt lở xung quanh đập tam hiệp đất trồi vị địa chấn do sức nặng của hồ chứa nước đã gia tăng lên 70% theo nguồn tin từ Reuters. Các chuyên gia địa chấn cho rằng đập tam hiệp tạo ảnh hưởng nghiêm trọng dẫn đến cuộc động đất ở Tứ Xuyên năm 2008 khiến cho 87.000 người chết. Nhưng ở một đất nước độc tài, truyền thông chịu sự quản lý của nhà nước nên các nguồn tin gần như là bị Trung Quốc bác bỏ. Những ngày tháng tối tăm nhất đang ập đến Trung Quốc vào cuối năm 2019 cho đến nay. Liên tục những tai họa ập đến, đầu tiên là phải kể đến đó là sự bùng phát dịch bệnh virus Corona Vũ Hán, một đại dịch mà không chỉ Trung Quốc mà còn là nỗi lo của toàn bộ thế giới. Khi trận đại dịch này đã bùng phát trên 198 quốc gia. Số người nhiễm bệnh tính đến thời điểm hiện tại chúng tôi đang tải video này con số đã lên đến hơn nửa triệu người trên toàn thế giới bị dương tính với con virus Corona Vũ Hán. Nhiều nhà triết học gia và xã hội học trên toàn thế giới cho rằng Trung Quốc đã đến lúc phải trả giá cho những điều gian ác mà Trung Quốc đã gây ra cho toàn thế giới. Trời cao có mắt, lửa trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Tuy rằng Trung Quốc có thể che giấu được con người trên mọi phương diện của cuộc sống, nhưng rồi chẳng bao giờ có thể qua mặt, qua mắt được ông trời. Không thể nào chỉ một miếng vải thưa mà có thể che được mắt thánh. Trung Quốc đã đến hồi phải đắp trả cho những gì mà những người lãnh đạo như ông Tập Cận Bình đã cho một số người đập phá những nhà thờ, đền thờ của người Công giáo. Rồi đến các chùa chiền nơi tự nhiều nơi bị tay sai Trung Cộng, tay sai của ông Tập Cận Bình làm những việc đập phá, dỡ bỏ. Những việc làm đó khiến cho bao nhiêu người dân trở nên bức xúc Trung Quốc nơi được cảnh báo là có nguồn không khí ô nhiễm rất cao. Họ làm ăn nhưng không để cái tâm lên trên hết. Và bây giờ họ đang dần gánh chịu những hậu quả do thiên nhiên gây ra. Trong khi sóng thần do thiên nhiên tạo ra phát xuất từ cơn động đất ngoài đại dương tràn vào lục địa, gây ra sự tàn phá và chết chóc kinh hoàng cho một vùng dân cư rộng lớn thì ngược lại ở Đập Tam Hiệp có thể tạo ra hiện tượng sóng thần do con người tạo nên khi con đập này vỡ. Theo tính toán, nếu đập tam hiệp bị vỡ sẽ gây ra một cơn sóng thần cực lớn, tàn phá và chỉ mất từ 5 đến 10 phút toàn bộ vùng Hạ Lưu sẽ hoàn toàn bị xóa sổ. Toàn bộ dân Hạ Lưu hàng trăm triệu người, kể cả các thành phố lớn cũng sẽ bị cuốn ra Biển Đông. Một phần ba diện tích của Trung Quốc, vùng thịnh vượng nhất bao gồm có Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải. Mà dân cư sinh sống sẽ bị chun vùi trong nước lụt Toàn bộ các di tích lịch sử mà Trung Quốc thường hãnh diện với thế giới Hàng ngàn năm qua sẽ tan biến trong nước lũ Hàng ngàn thành phố lớn nhỏ sẽ bị chìm trong nước lụt từ 5 đến 10 mét Hàng chục nhà máy kỹ nghệ, xưởng, hãng sản xuất cho đến xuất khẩu Cùng với tàu bè thương mại, kỹ nghệ, du lịch sẽ bị tàn phá ngập nước và cuốn ra biển đông. Mất nguồn cung cấp nước, cung cấp điện khổng lồ, Trung Quốc sẽ lâm vào tình trạng thiếu điện, khoa học công nghệ tan tành, kinh tế suy sụp, đói kém, bệnh dịch sẽ hoành hành. Tổn thất về người và kinh tế nếu đập tam hiệp vỡ là không thể kể xiết. Thế nên, đập tam hiệp được coi như là tự huyệt của Trung Quốc. Và cũng chính vì vậy mà Trung Quốc thậm chí bố trí hàng chục tiểu binh tiểu đoàn binh bộ phòng không không quân tên lửa xung quanh con đập này. Theo như những tính toán thì trừ khi là có một cuộc tấn công có quy mô cực lớn nhắm vào con đập này hoặc là một trận động đất chưa từng có trong lịch sử xảy ra tại đây thì đập Tam Hiệp mới có thể bị vỡ. Nhưng có thể thấy những biến cố trong năm nay đang báo hiệu cho Trung Quốc một thời kỳ đen tối và rồi liệu rằng Người bao dung, nhưng rồi trời có bao dung cho Trung Quốc hay không thì điều đó không ai biết được và cũng không ai dám khẳng định. Còn nhớ hồi đầu năm khi mà dịch virus Corona Vũ Hán đang bùng phát ở Trung Quốc. Không những vậy, giữa lúc bệnh dịch cúm gia cầm H5N1 lại xuất hiện. Trung Quốc thông báo dịch cúm gia cầm H5N1 bắt đầu tại tỉnh Hồ Nam, gần trung tâm bùng nổ dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona Vũ Hán gây ra. Cúm gia cầm xảy ra tại một trang trại thuộc trấn song hành thành phố Tiểu Dương. Trang trại này đã có 7.850 con gà, trong đó có 4.500 con gà đã chết vì nhiễm bệnh. Chính quyền địa phương đã hủy 17.828 con gia cầm vì dịch bệnh. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn của Trung Quốc thông cáo những trận động đất ập tới và đặc biệt đó là bão độn rất lớn cho mối nguy vỡ đập của Trung Quốc. Một con đập được xem như là lớn lớn nhất thế giới làm cho cả trái đất cũng phải quay chậm đi đó là đập Tam Hiệp. Tại sao chúng tôi lại nói là một năm tai ương đổ xuống Trung Quốc? Đặc biệt là tại Vũ Hán, khi mà trung tâm dịch virus corona Vũ Hán xuất hiện. Đồng hành với đó cũng là xuất hiện sương mù tù thần mà nhiều người hoảng sợ một video clip cho thấy thành phố Vũ Hán tâm dịch corona ở Trung Quốc bị nhấn chìm trong làn sương mù dày đặc. Nhiều người gọi đây là sương mù tử thần vì cho rằng nó có liên quan đến các lò hỏa táng bệnh nhân nhiễm virus corona Vũ Hán. Video Vũ Hán nằm trong sương mù dày đặc đang trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội Trung Quốc. Khi đó, dậy lên những câu hỏi rằng số người chết thực sự vì virus corona Vũ Hán ở Trung Quốc là bao nhiêu mà tại sao lại có thể nhiều tới mức khói bay mù mịt phủ thành lớp sương mù dày đặc. Vì Ủy ban Y tế Quốc gia ở Trung Quốc đã ra lệnh cho tất cả các trường hợp tử vong vì virus corona phải được hỏa táng bắt buộc, tránh việc chôn cất và làm ma chay để ngăn chặn sự lai làn của virus corona Vũ Hán. Các công dân của Trung Quốc bày tỏ quan ngại về các phương tiện truyền thông xã hội rằng việc lan tỏa các hoạt động cả ngày lẫn đêm cho thấy số người chết vì con virus corona vũ hán gây lên là cao không tưởng và cao hơn nhiều so với việc mà báo cáo các báo cáo của trung quốc hiện nay vũ hán như nhiều thành phố trung quốc có mức ô nhiễm cao và hiện không có bằng chứng thuyết phục để việc xảy ra sương mù khói bụi liên quan đến việc hỏa tán thi thể các bệnh nhân virus corona phải chăng ông trời đang muốn dạy cho Trung Quốc một bài học đặc biệt? Ông trời muốn cho họ nhìn lại lương tâm của họ, những hành động, những hành vi, những lời nói, những việc làm của họ có trái với đạo đức, với nghịch lý của thiên nhiên và của con người hay không? Hay họ quá thờ ơ, không quan tâm đến người khác và chỉ quan tâm đến bản thân khi mà nhiều người làm trong trang trại, những trang trại giàu ở Trung Quốc đã nói với chúng tôi rằng khi họ làm rau hay là làm bất cứ thứ gì về công nghiệp, nông nghiệp mà họ để cho gia đình họ ăn thì thường họ sẽ làm riêng ra một khu. Tại sao lại như vậy ạ? Tại vì một khu đó sẽ ít xịt thuốc, phun thuốc trừ sâu, phun thuốc kích thích và các loại kích thích để có thể nảy mầm nhanh hơn, thu lại kết quả cao hơn. Nhưng đồng nghĩa với đó, khi mà nhanh hơn, to hơn, đẹp hơn đem lại lợi nhuận nhiều hơn thì có một vấn đề đó là chất lượng nó lại giảm đi khi đã sử dụng các chất kích thích hay thuốc từ sâu để khiến cho mang lại lợi nhuận cao hơn và nhanh hơn và liệu thử hỏi rằng những hành động của đó của họ có đúng hay không có đúng với lương tâm của họ những gì mà họ đang làm hay không và còn rất nhiều các hành động khác những tội ác tài trời của trung cộng rồi đến một ngày tương lai không xa hay là hiện tại họ sẽ phải gánh chịu những gì mà họ đã đi lại đi trái với quy luật tự nhiên. Thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin bình luận thời sự của chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã bỏ thời gian theo dõi bản tin thời sự của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất và đa chiều, những thông tin nội bộ, chính trị trong và ngoài nước để cung cấp gửi đến quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Chúng tôi xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.